Xin chào tất cả các bạn. Khi da mặt bạn quá nhiều sợi bã nhờn thì nó sẽ làm tắc các cái nang lông và da sẽ rất là khó thải độc. Cộng thêm cái điều kiện không khí bên ngoài không đảm bảo sẽ gây ra mụn. Và từ trước đến giờ chúng ta vẫn lầm tưởng sợi bã nhờn với mụn đầu trắng hoặc mụn đầu đen, nhưng chúng lại hoàn toàn khác nhau đấy. Và cái tác hại có thể thấy rõ nhất của cái tuyến bã nhờn chính là cái việc gây mất thẩm mỹ cho da mặt. Nó sẽ làm cho làn da của bạn khó khăn hơn trong việc hấp thu các cái sản phẩm chăm sóc da. Vậy làm thế nào để loại bỏ được các cái sợi bã nhờn trên da? Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức chăm sóc và điều trị da của Thủy Mộc Spa. Với 8 năm kinh nghiệm điều trị hàng ngàn ca với rất là nhiều trạng thái da của chị em phụ nữ, Thủy Mộc Spa có thể giúp bạn khắc phục được cái tình trạng hình thành sợi bã nhờn trên da, ngăn ngừa mụn phát sinh để có một cái làn da sáng bóng. Trước khi đến với chủ đề ngày hôm nay, bạn đừng quên để lại ý kiến của mình, đóng góp, xây dựng, giúp đỡ chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Và hãy để lại cho Thủy Mộc Spa một like cũng như đăng ký kênh của Thủy Mộc Spa để nhận những kiến thức chăm sóc điều trị da phù hợp nhất. Cùng trở lại với chủ đề ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với 5 cách đơn giản để loại bỏ cái sợi bã nhờn trên da. Cách thứ nhất, làm sạch sâu da mặt. Cái nguyên nhân sâu xa gây ra cái sợi bã nhờn là do cái tuyến bã nhờn tăng hoạt động vì một lý do nào đó như thay đổi hormone ở tuổi dậy thì hay là mang bầu. Cái việc giữ cho cái làn da sạch sẽ thông thoáng sẽ tránh được cái sự bít tắc của sợi bã nhờn gây nên mụn. Do vậy, chị em nên làm sạch sâu da vào buổi tối và rửa mặt 2 lần trong một ngày trong cái điều kiện da ít mồ hôi. Cái cách số 2 là đảm bảo nguyên tắc kỹ thuật và vô khuẩn khi nặn sợi bã nhờn. Giống như nặn các loại mụn khác, khi nặn sợi bã nhờn cũng vậy, nặn đúng kỹ thuật và tuân thủ vô khuẩn là cần thiết. Tuy nhiên, không nên nặn quá mạnh tay vì có thể gây chảy xước da và để lại thâm sao sẹo. Cách thứ 3, nên dùng thêm treatment BHA, AHA thì sẽ giúp làm sạch sâu bên trong lỗ chân lông và trên bề mặt da. Retinol, tretinoin sẽ giúp bình thường hóa cổ nang lông, kích thích tái tạo da và kiểm soát tuyến bã nhờn bằng cách giảm sự hoạt động của chúng. Do vậy, để khắc phục những vấn đề mà sợi bã nhờn gây ra thì nên dùng thêm những cái sản phẩm treatment. Nó sẽ giúp da bạn đẹp và mịn màng hơn. Cách thứ 4, cấp đủ ẩm cho da. Uống nước mỗi ngày sẽ giúp da được bổ sung nước từ những tầng bên dưới. Còn bôi dưỡng ẩm thì sẽ cấp ẩm và ngăn chặn cái sự mất nước của da từ môi trường bên ngoài. Kết hợp cả hai cái phương pháp này sẽ giúp da luôn mướt mịn và giảm cái khả năng tiết dầu của tuyến bã nhờn. Từ đó, sợi bã nhờn cũng hạn chế xuất hiện hơn. Cách số 5, nên làm sạch sâu cho da định kỳ tại spa hàng tuần. Bên cạnh cái việc tẩy da chết hóa học bằng BHA và AHA thì bạn nên kết hợp làm sạch sâu cung cấp oxy cũng như các cái thành phần phục hồi cho da trên bề mặt da sạch hơn. Những cái tế bào mới liên tục được sinh ra thay thế cho cái lớp tế bào cũ đã già cỗi, từ đó đẩy nhanh cái sự biến mất của sợi bã nhờn. Hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi của Thủy Mộc Spa sẽ giúp cho các bạn có một cái làn da khỏe đẹp. Và đừng quên, trước khi rời video này, hãy để lại bình luận góp ý cho Thủy Mộc, like và đăng ký kênh để nhận những cái video mới nhất của Thủy Mộc Spa nhé. Xin thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai.